Dự thảo nhận được 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Để được thông qua, một dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không bị các thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga phủ quyết. Nga trước đó cho biết nội dung của dự thảo nghị quyết lên án bạo lực chống lại dân thường, cũng như mọi hành động khủng bố, kêu gọi các bên ngừng bắn, thả con tin, mở đường cho viện trợ nhân đạo và sơ tán an toàn dân thường gặp khó khăn. Dự thảo đề cập Israel và Palestine nhưng không nêu tên Hamas. Các nhà ngoại giao cho biết nghị quyết thứ hai do Brazil đề xuất với các ngôn từ lên án Hamas dường như nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn và dự kiến được đưa ra bỏ phiếu vào cuối ngày hôm nay. Người dân ở dải Gaza đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong bối cảnh nguồn cung nước, điện và lương thực đang bị Israel phong tỏa. Đã có những lời kêu gọi về việc mở hành lang an toàn để vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân ở Gaza. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 16 tháng 10 kêu gọi mở hành lang nhân đạo vào Gaza, cho rằng cần có sự trợ giúp khẩn cấp để giải quyết tình hình ngày càng nghiêm trọng ở vùng đất có 2,3 triệu dân này. Canada đã sử dụng 2 máy bay quân sự để vận chuyển những người cần giúp đỡ rời khỏi Israel. Nhóm người Canada đầu tiên đã vượt qua bờ Tây sông Jordan một cách an toàn và cũng có khoảng 300 người ở Gaza mà Canada đang tìm cách đưa ra qua cửa khẩu biên giới Rafah vào Ai Cập. Trong khi đó, phát biểu khi đang ở thăm Beirut, Liban, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna kêu gọi Hamas cho phép người tị nạn Palestine rời khỏi dải Gaza nếu họ muốn. Bà Colonna cho biết thêm những nỗ lực đang được tiến hành nhằm thiết lập một hành lang nhân đạo để đưa viện trợ vào Gaza. Hiện hàng trăm tấn hàng cứu trợ của các nước và các tổ chức đang bị mắc kẹt tại cửa khẩu Rafah bên phía Ai Cập. Những công tác hỗ trợ nhân đạo chỉ được thực hiện khi cửa khẩu Rafah được mở. Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ 3 được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 10. Đây là sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm 2023 của Trung Quốc với kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển, liên kết kinh tế và kết nối khu vực và thế giới. Với chủ đề hợp tác chất lượng cao Vành đai và con đường, chung tay vì phát triển và thịnh vượng chung, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ 3 thu hút đại diện của hơn 140 quốc gia, hơn 30 tổ chức quốc tế tham dự, trong đó có nhiều lãnh đạo nhà nước, người đứng đầu các tổ chức quốc tế, quan chức cấp bộ trưởng cũng như đại diện giới doanh nghiệp, học giả, tổ chức phi chính phủ và tổng cộng hơn 4.000 đại biểu tham dự các sự kiện trong khuôn khổ diễn đàn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ 3 là hoạt động ngoại giao quan trọng nhất của nước này trong năm 2023, là sự kiện quy mô lớn để kỷ niệm 10 năm ra đời và phát triển sáng kiến Vành đai và con đường. Theo số liệu mới công bố, dự trữ khí đốt ở châu Âu đã đạt mức cao kỷ lục, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sưởi ấm tăng cao vào mùa đông sắp tới. Theo dữ liệu của cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu, các kho chứa khí đốt dưới lòng đất đã được lấp đầy 97,89%, cao hơn 8,54 điểm phần trăm so với mức trung bình vào thời điểm này trong 5 năm qua, chứa 107,75 tỷ mét khối khí đốt. Ngay giữa tháng 8 vừa qua, các nước châu Âu đã đạt mục tiêu lấp đầy 90% các kho chứa khí đốt dưới lòng đất để đáp ứng giai đoạn nhu cầu sưởi ấm tăng cao. EU đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo nguồn cung khí đốt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.